Hello các em, chúng ta hãy làm nhanh, thật nhanh 5 câu hỏi về phần phát âm sau đây. Cái phần bài này chúng ta đã biết là phải làm gì rồi đúng không? Chúng ta sẽ phải tìm cái từ mà có phần gạch chân phát âm khác với cả những cái từ còn lại. Ok, câu số 1 nào. Chúng ta nhìn thật nhanh 4 phương án, sau đó chúng ta hãy nghĩ ở trong đầu đáp án đi. Sau đó thì cô sẽ sửa luôn nhé. Câu số 1, đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Sẽ là phương án gì? Phương án A đúng không? Cụ thể là cái chữ A ở đây thì mình sẽ đọc nó thành gì nhỉ? Thành âm O dài. Đấy, cụ thể là cái từ này ấy, thì mình sẽ đọc là gì? Talk đúng không? Talk. Nhớ là chữ A sẽ phát âm thành âm O dài. Hiểu chưa? Âm O dài trong tiếng Anh thì mình sẽ ký hiệu là như thế này. Talk. Đó thì chúng ta nhớ là có một cái mẹo hoặc một cái cách ghi nhớ, một cái cách nhận diện, đó là gì? Là chữ A nếu mà đằng sau đó là chữ L đúng không? Chữ A này, đằng sau đấy là chữ L thì thường là chữ A sẽ đọc thành âm O dài, chúng ta nhớ chưa? Đấy, nguyên tắc là gì? Chữ A này, sau đó có chữ L đấy. Chữ A sau đó kết hợp với cả chữ L đằng sau thì thường là chữ A sẽ đọc thành âm O dài. Ví dụ chúng ta có từ gì đây? Từ tất cả đúng không? Từ này mình sẽ đọc là gì? All đúng không? All. Nhớ là không đọc là O nhé, không đọc thành âm O nhé, mà chúng ta phải đọc thành âm O dài, chúng ta nhớ chưa? All. All đúng không? Đấy, thường là như vậy. Rồi, tiếp đến này, thế còn phương án B, C, D, các bạn nghe kỹ xem cô sẽ đọc những từ này như nào nhé. Phương án B chúng ta đọc là famous. Famous có nghĩa là chữ A ở đây mình sẽ đọc thành âm gì đây? Âm A, được chưa? A, famous. Đấy, famous có nghĩa là nổi tiếng. Tiếp theo phương án C, chúng ta có từ này đọc là waver. Đấy, waver. Từ này thì nó xuất hiện trong unit 1 sách giáo khoa 12 thí điểm. Từ waver nó thường đi với cả giới từ between. Thì waver between có nghĩa là do dự lưỡng lự băn khoăn giữa hai sự lựa chọn nhá. Thì waver, các bạn thấy là cái từ waver thì chúng ta sẽ đọc nó thành âm gì đây? Cũng là âm A đúng không? Way. Waver. Đó, tiếp tục. Phương án D này thì dễ rồi, chúng ta hầu như chúng ta đều đọc đúng rồi. Đấy, chúng ta sẽ đọc là gì đây? Play đúng không? Play. Cụ thể là cái chữ A ở đây chúng ta cũng sẽ đọc nó thành âm gì? Âm A, được chưa? Play. Play. Ok. Chúc mừng bạn nào đã đọc đúng được, đã làm đúng được câu thứ nhất. Rồi cô đọc lại cả 4 phương án này nhé. Talk. Talk. Tiếp nào. Famous. Waver và play. Chúng ta tiếp tục với câu số 2. Nào, điều đầu tiên thì cô sẽ cho chúng ta khoảng 1-2 giây để chúng ta nhìn thật nhanh 4 phương án, sau đó chúng ta hãy cho cô đáp án luôn nhé. Rồi, câu thứ 2 này, đáp án sẽ là gì đây nhỉ? Đáp án là phương án A đúng không? Cũng là phương án A luôn. Thế thì cái từ đầu tiên này chúng ta sẽ đọc nó là gì đây? Chúng ta sẽ đọc nó là real. Đấy, real. Cái từ này thì các bạn hay đọc là real real, tức là nghe là real real, nghe nó không có chuẩn lắm, nó không rõ cái âm lắm. Thì cái EA ở đây ý, thì nó sẽ đọc khác với cả ba cái EA ở dưới này. Đấy, cụ thể là cái EA trong cái trường hợp này chúng ta sẽ đọc nó thành âm Y dài. Đây, âm Y dài này. Đấy, sau đó nó là âm Ơ. Hoặc là mình có thể đọc thành IL cũng được, đọc thành một cái nguyên âm đôi là IL cũng được. Đấy nhá. Thì cái từ này mình có thể có hai cách đọc. Đấy. Và cách đọc thứ nhất là mình sẽ đọc cái EA này thành Y dài, sau đó là âm Ơ ngắn. Cách thứ hai là mình sẽ đọc thành một cái nguyên âm đôi, đó chính là âm ear, ear. Đấy. Thế thì cái cách đọc thứ nhất này đương nhiên nó sẽ đọc dài từ hơn, chúng ta đọc là real, nhớ chưa? Real. Đấy, và chúng ta nhớ về uốn lưỡi này nhá. Real, đúng không? Bởi vì cái âm cuối cùng của nó là âm ờ. Đấy. Real, đúng không? Real. Đọc rõ cái âm ra. Đấy, real, chứ không phải real real đâu, nhớ chưa? Đọc real real là sai đấy. Nhớ, đấy, cô đọc lại cái từ này là real, được chưa? Đấy, thì còn cách đọc thứ hai thì mình sẽ đọc nhanh hơn. Real, real, real. Đấy, cách đọc thứ hai thì mình đọc nhanh hơn bởi vì nó là âm ngắn mà, đúng không? Cái còn đấy là âm dài. Đấy, thì tùy từng trường hợp mà, nói chung là chúng ta có thể có hai cách đọc, nhưng mà cô nghĩ là thông thường thì cô nghe thấy cả hai cách đọc đấy. Cô nghe thấy người ta đọc cả hai cách là real và real. Cách đọc thứ nhất là dài và cách đọc thứ hai là ngắn, được chưa? Thế còn những cái phương án BCD thì EA ở đây mình sẽ đọc là gì? Phương án BCD thì EA mình sẽ đọc nó thành cái gì nhỉ? Các bạn nghe kỹ nhá. Weak. Cái này là mean và cái này là dream. Thế thì nó sẽ đọc thành âm gì này? Nó sẽ đọc thành âm Y dài. Ok chưa? Đây, âm Y dài. Ok, đấy. Âm Y dài. Y mà có dấu hai chấm á, thì người ta gọi là âm Y dài, hiểu chưa? Đấy, cụ thể này, weak
Đấy, không đọc là weak, nhớ chưa? Weak là vẫn đọc hơi sai một chút, phải là weak, e, weak. Đấy, các bạn nhớ chưa? Đấy, cách đọc đúng của chúng ta nó phải như thế. Tức là cái miệng của chúng ta nó phải bẹt ra, nó kéo dài sang hai bên ý. Đấy, nó căng một chút, gọi là thực ra cái âm y dài này, cái phân biệt với cả âm y ngắn là gì? Âm y dài mình đọc nó sẽ căng miệng ra hai bên. Đây này, weak. Đấy, weak, không phải là weak, weak, nhớ chưa? Weak, weak tức là khi mình thả lỏng miệng là nó hơi sai đấy, mà miệng của chúng ta nó phải căng ra hai bên, nhớ chưa? Weak, weak, ok. Thế còn cái này cũng thế, mean, mean. Và cái này là gì? Dream, dream. Ok chưa? Rồi nhá, cô đọc lại cả bốn phương án này. Real, đấy, real. Cái này là gì? Weak. Cái này là mean. Và cái này là dream. Ok, rồi. Nghĩa của những cái từ này thì có thể chúng ta biết rồi, nhưng cô sẽ dịch qua. Nghĩa của những cái từ này, real có nghĩa là thật, đúng không? Weak có thể có nghĩa là ốm yếu, yếu ớt. Thế còn mean thì nếu mà là động từ thì nó có nghĩa là, có nghĩa là đấy, mean ý, nếu là động từ thì có nghĩa là. Còn tính từ, nó có thể là tính từ nữa. Thì tính từ có thể có nghĩa là như kiểu ám chỉ một cái người rất là kiểu xấu tính, rồi hà tiện, bủn xỉn. Đấy, mean, ok. Rồi và dream thì chúng ta biết rồi, cái từ này có nghĩa là giấc mơ, đúng không? Dream, nó có thể là động từ hoặc là danh từ nhé. Mơ hoặc là giấc mơ. Chúng ta tiếp tục với câu số 3. Trong cái câu số 3 này thì nó có chứa những cái phương án mà cô nghĩ là phần lớn chúng ta đều đọc sai đấy, phần lớn luôn. Trừ những bạn nào phát âm rất tốt thì sẽ đọc đúng. Thế còn lại phần lớn thì chúng ta sẽ đọc sai. Cụ thể chính là cái từ gì? Chính là cái phương án B này, đúng không? Phần lớn chúng ta sẽ đọc nó là determine. Nhưng mà các bạn nhớ là đọc như thế là sai đấy. Đấy. Cô nghĩ là nhiều bạn đang xem video này đọc như thế. Tóm lại đọc như thế là sai rồi thì chúng ta hãy xem xét xem. Đấy. Đâu sẽ là cái đáp án của chúng ta, đâu sẽ là cái từ mà là đọc đọc khác với cả, đâu là cái từ mà có phần gạch chân đọc khác với cả những từ còn lại. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn thật nhanh bốn phương án nhé. Đấy, sau đó chúng ta hãy nghĩ ở trong đầu đáp án là gì đi trước khi cô đưa ra đáp án. Thì câu này đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án C. Đấy, sẽ là phương án C. Cái từ này chúng ta đọc là father. Đấy, father. Thì cái từ này thì trọng âm của nó thứ nhất là nhấn vào cái âm đầu tiên, đúng không? Và cái chữ er này, đúng không? Cái phần được gạch chân ở đây nó không được nhấn. Thì khi mà nó không được nhấn thì nó sẽ đọc thành âm ơ ngắn. Âm ơ ngắn thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ ký hiệu là như thế này, đúng không? Đấy. Rồi, father. Đấy, father. Nhấn vào cái âm đầu tiên, âm thứ hai sẽ không được nhấn, đúng không? Thì er ở đây nằm trong âm tiết không được nhấn. Thì cái nguyên âm ấy, khi mà nằm trong âm tiết không được nhấn thì thường là mình sẽ đọc nó thành âm ơ ngắn. Đấy, father. Father. Rồi bây giờ chúng ta xem cái phương án A, B và D thì nó sẽ đọc như thế nào nhá. Đương nhiên nó phải đọc giống nhau rồi, đúng không? Đấy, những cái phần gạch chân ở đây đương nhiên nó sẽ đọc giống nhau rồi. Nhưng mà quan trọng là nó sẽ đọc như thế nào. Thì bây giờ thì cô sẽ đọc cho chúng ta này. Phương án A chúng ta sẽ đọc là prefer. Prefer. Thứ nhất các bạn để ý là cái trọng âm của cái từ này nó rơi vào âm thứ mấy? Nó có hai âm tiết và trọng âm của nó sẽ rơi vào âm thứ hai. Prefer, nhớ chưa? Đấy, prefer. Và cái chữ er ở đây nó nằm trong âm tiết được nhấn. Trong trường hợp này nó nằm trong âm tiết được nhấn thì chúng ta sẽ đọc nó thành âm ơ dài. Âm ơ dài trong tiếng Anh chúng ta sẽ ký hiệu là số 3, sau đó dấu hai chấm ở bên cạnh. Đấy là âm ơ dài. Đấy, prefer, nhớ chưa? Prefer. Đấy. Tiếp đến chúng ta có phương án B. Nào, phương án B chúng ta đọc như nào đây? Có phải determine không? Đấy, từ này chúng ta sẽ đọc là determine. Determine. Đấy, đọc thứ nhất là mình sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ hai, đúng không? Nhấn vào chính cái er này, mình sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ hai đó. Và thứ ba nữa là cái này mình không đọc là my nhá, mà là mean. Đấy, determine. Đấy, nhớ chưa? Không là determine mà là determine. Đó, determine. Đấy, như vậy tóm lại cái chữ er trong trường hợp này mình cũng vẫn đọc nó thành một cái gì đây? Một cái nguyên âm dài, đó chính là âm nhớ chưa? Determine. Đấy, determine. Các bạn thấy là âm dài khi mà chúng ta đọc chúng ta sẽ mình sẽ kéo dài nó ra một chút. Đấy, determine. Đấy, không phải determine. Deter cũng không phải đúng. Deter cũng không đúng nhá. Deter. Ter, nhớ chưa? Determine. Rồi, thế còn cái phương án D này mình sẽ đọc là gì? Không phải là immerse, immerse nhớ chưa? Cô nghe thấy rất nhiều bạn cũng đọc từ là immerse, đọc như thế không đúng đâu mà là emerge. Đó, emerge. Mình nhấn vào cái âm thứ hai và nhớ là cái er ở đây mình cũng đọc nó thành âm ơ dài. Đấy, âm ơ dài thì nó đọc mình dài hơi ra một chút nhớ chưa? Đấy, emerge. Đấy, emerge. Emerge. Nhấn vào âm thứ hai. Emerge. Rồi thì emerge nó có nghĩa là gì các em nhỉ? Nó có nghĩa là xuất hiện hoặc là nổi lên, đúng không? Emerge,
Đó, emerge, xuất hiện hoặc nổi lên. Thế còn father thì biết rồi, father có nghĩa là người bố. Determine có nghĩa là, từ này có thể có nghĩa là quyết định này, hoặc là xác định hoặc là quyết tâm. Và từ này prefer có nghĩa là thích hơn, ưa thích cái gì đó hơn, đúng không? Ok, rồi như vậy là câu này đáp án là C. Chúc mừng bạn nào đã làm đúng, và các bạn nhớ cái nhớ luyện phát âm cho cô nhé. Đọc đúng những cái từ này. Đó, prefer, cái này là gì? Determine, cái này là father, và cái này là emerge. Với câu số 4 này thì cũng nghĩa là khá dễ để chúng ta có thể tìm được đáp án. Khá dễ để có thể tìm được đáp án. Rồi thì câu số 4 này chúng ta nhìn nhanh chúng ta có thể ra được ngay đáp án sẽ là phương án D, đúng không? Đấy, cụ thể là cái từ này mình sẽ đọc là gì? Blind. Đấy, blind. Thì cái từ này, chữ Y ở đây mình sẽ đọc nó thành âm I, tức là mình sẽ đọc nó thành một cái nguyên âm đôi ở trong tiếng Anh. Đấy, nguyên âm đôi trong tiếng Anh này thì mình sẽ ký hiệu là như thế này. Đấy, âm. Cái chữ Y này mình sẽ ký hiệu là như thế này nhá. Y đây là chữ cái, các bạn nhớ chưa? Thế còn nó được thể hiện bằng âm. Đấy, thì khi mà chúng ta ký hiệu phiên âm thì nó sẽ là như thế này. Đấy, chúng ta phân biệt nhá. Đây là chữ cái, còn đây là âm, nhớ chưa? Đây là phiên âm của nó. Đấy, phiên âm là cái mà gọi là khi mà mình phát âm ra thì nó sẽ được phiên âm là như vậy, đúng không? Nào, cái từ này là gì? Các bạn đọc lại nó. Blind, nhớ chưa? Blind. Đấy, thì blind nó có nghĩa là mù, đúng không nào? Nó có nghĩa là mù đấy. Blind. Ok, thế còn các phương án A, B và C thì cái chữ Y ở đây, chữ Y nó sẽ được đọc thành âm gì các bạn nhỉ? Đấy, các bạn nghe kỹ nào. Phương án A đọc là thin, thin. Phương án B là gifted, gifted. Thế còn phương án C là dish, dish. Ok, thế thì nó đọc là cái gì đây? Đây là có mỗi chữ Y thôi nhá. Đây là mỗi chữ Y thôi đấy. À, thì nó sẽ đọc thành âm Y ngắn, đúng không? Y ngắn. Đấy. Y ngắn nó khác gì với cả Y dài? Y dài thì khi mà chúng ta đọc chúng ta phải căng miệng ra hai bên. Thế còn khi mà đọc âm Y ngắn ấy, thì chúng ta phải thả lỏng miệng ra, nhớ chưa? Thả lỏng ra. Đấy. E, E. Đấy, thả lỏng ra. Đấy, cụ thể đây, phương án A là thin, thin, thin. Tiếp theo phương án B là gì? Gifted, gifted. Thế còn cái này là dish, dish. Ok, thả lỏng ra. Ok, đọc giống như chúng ta bình thường chúng ta hay đọc ấy, thả lỏng. Bình thường là chúng ta hay đồng nhất y ngắn và y dài như nhau, tức là chúng ta hay đọc như nhau, không phân biệt y ngắn y dài. Đấy, thì các bạn nhớ là trong tiếng Anh thì nó có âm ngắn và âm dài. Âm ngắn thường là chúng ta đọc thả lỏng ra, còn âm dài chúng ta đọc căng miệng ra là được nhá. Ok, nào cô đọc lại cả bốn phương án này. Thin, cái này là gifted, cái này là dish, và cái này là blind. Ok, thin có nghĩa là mỏng. Đấy, còn gifted, gifted có nghĩa là có tài, có năng khiếu, đó là tính từ đấy. Dish có nghĩa là món ăn, và cái này là blind có nghĩa là mù. Giống tương tự như câu số 4 thì câu số 5 của chúng ta cũng nghĩ là cũng không quá khó. Thì câu số 5 chúng ta nhìn thật nhanh xem đáp án của nó sẽ là gì. Đáp án của nó sẽ là phương án gì đấy? C, đúng không? Đấy, cụ thể cái từ này chúng ta đọc là soup. Soup. Thì cái OU ở đây, đúng không? Cũng là chữ OU nhưng đọc khác nhau, đúng không? OU trong phương án C này thì mình sẽ đọc nó thành âm gì đây? Mình sẽ đọc nó thành âm U dài nhá. U dài trong tiếng Anh thì mình sẽ ký hiệu như thế này. Chữ U sau đó có dấu hai chấm ở bên cạnh, được chưa? Đó. U, soup. Đấy, soup. Thì soup, đấy, đọc như vậy, được chưa? Không đọc là soup, soup, soup. Đọc soup nữa là kiểu nghe như kiểu âm ngắn ấy, còn đây là âm dài chứ. Soup. Đấy, soup. Ok, tiếp theo phương án A, B và D thì cũng là chữ OU nhưng mà chúng ta đọc là gì đây nhỉ? About, đúng không? About. Cái này là gì? Allowed. Và cái này là mountainous. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đọc OU trong trường hợp này mình sẽ đọc nó là âm gì đây? Mình sẽ đọc nó thành âm OU, đúng không? Ký hiệu như thế này. Đấy. Đây là một cái nguyên âm đôi nhá. Đấy, đi thi có thể người ta cũng sẽ hay kiểm tra cái này. Đi thi tốt nghiệp ý, hay kiểm tra cái này. Hay kiểm tra cái nguyên âm đôi này. Đấy, chúng ta sẽ ký hiệu nó như này. Đấy, about, ow, ow, about. Cái này là gì? Allowed, allowed. Và cái này là gì? Mountainous. Đó, mountainous. Ok, rồi như vậy xong chúng ta đã vừa gọi là thử nghiệm với cả 5 câu liên quan đến phần phát âm. Và chúc mừng những bạn nào đã làm đúng tất cả 5 câu này nhé.